Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 18 tháng 6 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và các huyện Kim Động, Yên Mỹ. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các huyện Văn Lâm, Khoái Châu. Lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất năm 2018. Trang trại trồng thanh long ruột đỏ ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu cho thu lãi cao. Các địa phương tập trung làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ mùa. Huyện Tiên Lữ có nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên và cử tri huyện Kim Động. Sự buổi tiếp xúc cử tri có ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh, các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đông đảo cử tri hai địa phương. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo với cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động khái quát kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp. Đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động đều bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước tỉnh Hưng Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Cử tri thành phố Hưng Yên nêu lên những vấn đề quan tâm như công tác quản lý đất đai, nạo vét hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lắp đặt đường ống thu gom nước thải tại các tuyến đường của thành phố Hưng Yên, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cử tri huyện Kim Động ý kiến một số vấn đề như công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai còn chậm, khẩn trương cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương trên địa bàn một số xã như Hiệp Cường, Ngọc Thanh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và thông tin thêm một số kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động cần tăng cường đoàn kết và đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội để góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, giữ vững tỷ trọng phát triển công nghiệp trong nền kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là công trình giao thông. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, ông Trần Văn Quý, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri hai địa phương về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và nội dung kỳ họp thứ 7 của Quốc hội với việc xem xét thông qua 7 luật và sửa đổi bổ sung 10 nghị quyết cũng như xem xét cho ý kiến về nhiều dự án luật chuẩn bị sửa đổi bổ sung. Đại diện đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra trong 3 ngày kể từ ngày 9 tháng 7 tới, đồng thời thông báo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Cử tri thị xã Mỹ Hào và huyện Yên Mỹ đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề. Quốc hội cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm kiểm soát hoạt động đánh bạc ghi số đề tại các địa phương. Việc hỗ trợ đền bù khi doanh nghiệp lấy đất làm dự án. Mở rộng đường nội thị từ ngã tư Bần đến trường mầm non thuộc tổ dân phố Phú Đa. Do mật độ dân số đông, đoạn đường thường xuyên ách tắc. Đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy đốt rác thải sinh hoạt ở các địa phương để khắc phục tình trạng ứ đọng rác, tăng cường công tác kiểm tra duy tu bảo dưỡng quốc lộ 5A đối với đơn vị đang quản lý khai thác, đầu tư kinh phí xây dựng đường gom quốc lộ 5A và quốc lộ 39A nhằm chống quá tải và khai thác triệt để công năng tuyến đường này. Tình trạng thiếu giáo viên và thiếu trường lớp học tại hai địa phương do tăng dân số cơ học.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Quý, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời trả lời làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được đoàn tổng hợp gửi các ngành chức năng liên quan để trả lời báo cáo với cử tri tại các kỳ tiếp xúc sau. Hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, sáng nay Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ trao giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ nhất năm 2018. Đến sự có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Tham dự giải có 63 tác phẩm ở 4 thể loại là báo in, báo hình, báo phát thanh và báo điện tử. Tác phẩm dự thi phản ánh toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là những điển hình nhân tố mới trên các lĩnh vực đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội. 21 tác phẩm được trao giải bao gồm 1 giải A, 6 giải B, 4 giải C và các giải khuyến khích. Tác phẩm Dấu son người xứ nhãn của tác giả Trần Ngọc Anh, Chi hội Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên đã xuất sắc đạt giải A. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu đội ngũ những người làm báo cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng kịp thời đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Báo chí phải là lực lượng nòng cốt phát hiện đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phải coi trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Hội Nhà báo tỉnh cần chú trọng việc đoàn kết, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng báo chí tỉnh nhà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đón nhận cờ thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 7 và số 8 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Khoái Châu. Sự buổi tiếp xúc cử tri có ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Khoái Châu đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được về kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện trong thời gian qua, đồng thời cử tri kiến nghị với đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh một số vấn đề tồn đọng gây bức xúc trong nhân dân, như tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường do rác thải ở các vùng nông thôn, tình trạng lấn chiếm đất đai, phá vỡ quy hoạch, xây dựng trên đất nông nghiệp ở xã Tứ Dân, Đại Tập, Liên Khê. Các cử tri cũng nêu ý kiến về khu trường học mầm non xã Hàm Tử, Liên Khê đã xuống cấp nhưng nhiều năm không được đầu tư, tình trạng xe quá tải lưu thông trên nhiều tuyến đường trong huyện. Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Khoái Châu đã tiếp thu và giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền của huyện mà cử tri kiến nghị. Thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền, đồng thời đề nghị các ban ngành của huyện tập trung giải quyết theo quy định một số vấn đề mà cử tri kiến nghị. Những kiến nghị khác của cử tri vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền để trả lời cử tri tại kỳ tiếp xúc sau. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Văn Lâm đã về tiếp xúc cử tri trong huyện trước kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Văn Lâm tiếp xúc với cử tri trong huyện trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19. Dự buổi tiếp xúc có ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 và kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của huyện 6 tháng đầu năm 2019. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Văn Lâm đã phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường một số dòng sông do các doanh nghiệp xả thải, nhiều công trình cầu cống đường giao thông đã xuống cấp gây mất an toàn giao thông. Việc vận chuyển rác thải tại những nơi tập kết chậm gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường giải quyết ngăn chặn kịp thời tình trạng xả nước, rác thải gây ô nhiễm môi trường từ các doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch phục vụ nhân dân, đầu tư xây dựng công trình thủy lợi đã xuống cấp để phục vụ tưới tiêu, làm rõ và xử lý nghiêm những doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh, huyện cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là đất đã giao cho doanh nghiệp nhưng chậm triển khai, quan tâm giám sát chất lượng thi công đường giao thông bằng vốn ngân sách nhà nước. Tiếp theo, chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy cây thanh long ruột đỏ có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, năm 2014, bà Nguyễn Thị Hằng, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng giống cây này và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.
Hiện gia đình bà Hằng trồng 2 mẫu thanh long với 1.200 trụ. Bà cho biết thanh long là giống cây trồng dễ chăm sóc, ít dịch bệnh, trồng khoảng 8 tháng bắt đầu cho thu hoạch, 1 năm cho thu từ 6 đến 7 lứa. Đặc biệt nhờ chịu khó nghiên cứu, sách báo học hỏi, những người có nhiều kinh nghiệm, năm 2018 bà còn áp dụng quy trình việt gáp và sản xuất. Vì vậy, vườn thanh long của gia đình bà không những cho sai quả mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng ngon, được khách hàng khắp nơi đến đặt mua. Ước tính năm nay, vườn thanh long nhà bà cho thu khoảng 30 tấn quả, với giá bán hiện tại là 35.000 đồng một kg, trừ chi phí cho thu lãi từ 500 đến 600 triệu đồng. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành thu hoạch lúa xuân và đang tích cực tập trung sản xuất vụ mùa. Các địa phương đã hoàn thành thu hoạch lúa xuân đạt 99% diện tích, còn 3 địa phương là Văn Lâm, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Vụ xuân này, diện tích lúa chất lượng cao toàn tỉnh đạt gần 21.000 ha, chiếm 64,5%, cao hơn năm trước 4,9%, năng suất ước đạt từ 66 đến 67 tạ một ha. Cùng với tập trung thu hoạch lúa xuân, nông dân các địa phương tích cực đẩy nhanh sản xuất vụ mùa. Các địa phương đã làm đất đợt 1 được gần 20.000 ha, ngà dược mạ được 2.300 ha và gieo mạ dược được trên 1.000 ha. Theo kế hoạch vụ mùa này, toàn tỉnh gieo cấy lúa chất lượng cao khoảng 21.500 ha, chiếm 68 đến 69% diện tích, tập trung vào các giống chủ lực như Đài Thơm 8, Sơn Lâm 1, Nếp Thơm Hương Yên. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 10 tháng 7 năm 2019 để tránh ảnh hưởng của mưa bão, úng đầu vụ và sản xuất vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, tạo niềm tin với đối tác và người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã thực hiện sắp xếp cơ cấu lại từng công đoạn trong quy trình sản xuất, đảm bảo hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn. Điều này không chỉ giúp từng doanh nghiệp giữ ổn định được quy mô sản xuất mà còn tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào nộp thuế cho nhà nước. Trong một năm rưỡi trở lại đây, việc đầu tư máy móc hiện đại là đột phá lớn nhất mà công ty cổ phần Phú Hưng chuyên về gia công hàng may mặc trên địa bàn huyện Phù Cừ thực hiện. Kết quả là nhiều đơn hàng may phức tạp nay công ty đều đáp ứng được theo yêu cầu của khách hàng. Đi liền với đó là năng suất lao động tăng, tiền lương, tiền thưởng của người công nhân cũng tăng theo. Điều kiện làm việc ở đây rất là tốt, rất là thoáng và mát. Ngoài dù mặt trời, dù ngoài trời rất là nóng bức nhưng mà trong xưởng rất là mát và dịu. Môi trường làm việc ở đây rất là tốt. Đầu năm 2018, công ty có quy mô 300 công nhân, nay tăng gấp đôi lên trên 600 công nhân. Bình quân mỗi tháng, công ty xuất khẩu khoảng 120.000 sản phẩm hàng jacket, quần Âu sang thị trường Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc. Doanh thu bán hàng 6 tháng đầu năm tăng 61% so với cùng kỳ, đạt hơn 53 tỷ đồng. Trừ tiền đóng bảo hiểm, các chế độ khen thưởng khác, lương bình quân của người lao động đạt hơn 7 triệu đồng một tháng. Hàng hóa sản xuất ra đạt chất lượng tốt, đúng thời gian là cơ sở để công ty mở rộng nhà xưởng, nâng quy mô sản xuất lên gấp 2 lần hiện tại, ở mức 1.200 lao động. 6 tháng đầu năm 2019 thì công ty đã đưa ra một số cái giải pháp, một là không ngừng đầu tư máy móc thiết bị đổi mới và đưa những cái áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào trong cái công việc thực tế. Trong năm 2018 thì công ty đầu tư khoảng 10 tỷ. Thì 6 tháng đầu năm 2019 thì công ty cũng đầu tư thêm là 5 tỷ về vào cái máy móc thiết bị. Bên cạnh đó nữa rằng công ty cũng không ngừng rèn luyện, nâng cao cái tay nghề của người lao động nhằm giúp cho người lao động có những cái thao tác, có những cái cách may nó cải tiến hơn nhằm tăng được năng suất và đảm bảo được chất lượng. Trong nhiều năm liên tục, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên là doanh nghiệp nhà nước trung ương có số nộp thuế cao nhất tỉnh. Năm 2018, chi nhánh nộp gần 320 tỷ đồng tiền thuế. 6 tháng đầu năm 2019, chi nhánh nộp trên 175 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng phục vụ, giữ chữ tín với khách hàng là giải pháp để chi nhánh nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Năm 2018, chi nhánh bán được gần 122.000 mét khối xăng dầu. 6 tháng đầu năm 2019, bán được 56.300 mét khối xăng dầu. Em thấy chất lượng, thái độ phục vụ ở đây mọi người đều phục vụ tốt ạ. Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập kinh tế với thế giới ngày càng sâu rộng, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới quản trị doanh nghiệp tốt để nâng cao năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Có như vậy, doanh nghiệp mới biến những thách thức của hội nhập thành thời cơ phát triển cho mình. Chương trình thực sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác.
Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để mọi người dân trên địa bàn sử dụng nước sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, huyện Tiên Lữ là một trong những huyện có tỷ lệ người dân đấu nối và sử dụng nước sạch cao nhất của tỉnh. Mặc dù Minh Phượng là một xã thuần nông xa trung tâm của huyện Tiên Lữ, nhưng đến nay có tới 71% số hộ đấu nối sử dụng nước sạch. Việc này không chỉ giúp người dân đảm bảo trong sinh hoạt mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm nay năm thứ ba nước sạch nhưng mà thấy người nó khoan quá dễ chịu, nó cảm thấy nó người nó khỏe mạnh. Các thiết bị thì toàn cây nào cũng sạch sẽ, trắng bóng hết. Nước khoan thì nó có sắt gì rồi nó nên váng, ra rửa ráy rồi giặt rũ rồi các kiểu là cứ dùng nước sạch hết. Huyện Tiên Lữ hiện có 5 nhà máy cấp nước sạch đang hoạt động phục vụ cho người dân ở xã, thị trấn trong huyện. Các nhà máy nước cơ bản đều đảm bảo về chất lượng và giá bán nước sạch nông thôn theo quy định, công suất và áp lực đẩy nước tới các địa bàn dân cư đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Hiện nay toàn huyện đã có trên 18.000 hộ sử dụng nước sạch, chiếm 63,1% tổng số hộ. Trong đó, các xã đạt tỷ lệ cao như Hải Triều đạt tới 90%, An Viên 87%, Ngô Quyền 80% số hộ sử dụng. Chúng tôi phải xác định là cái công tác tuyên truyền dùng nước sạch nó có tác dụng như thế nào để đến cái đời sống của người dân. Công tác phục vụ nước phải minh bạch, công khai trong vấn đề giá cả nước rồi phục vụ người dân. Phải đầu tư tới các cái đầu mối chính thì sau đó là thu của người dân đến đầu nối. Các doanh nghiệp thì ở đây thì mình tạo điều kiện cho người ta thì người ta cũng phải tạo điều kiện cho người dân và tuyên truyền kinh doanh phải có lại. Nhưng mang tính chất phục vụ để đảm bảo được cái quyền lợi của nhà doanh nghiệp với người dân thì hai bên mới thấy mới hợp tác với nhau, để cho nên cái vấn đề khiếu kiện, vấn đề thắc mắc ở Tiên Lữ thì hầu như không có. Nếu có thì chúng tôi giải thích kịp thời luôn để người ta hiểu được. Theo kế hoạch đến tháng 7, việc hoàn thành phủ kín đường ống nước sạch tại hai xã Trung Dũng và Lệ Xá sẽ nâng tỷ lệ người dân đấu nối sử dụng nước sạch của huyện Tiên Lữ lên trên 80%. Huyện đang phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện sẽ có 100% người dân trên địa bàn được đấu nối sử dụng nước sạch. Tuyến đường 380 đoạn qua huyện Văn Lâm đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn trong việc đi lại và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về tai nạn giao thông. Hiện tuyến đường trên có rất nhiều đoạn hư hỏng, tạo thành những hố sâu, thùng vũng gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Việc đi lại càng trở nên khó khăn vào mùa mưa bởi những hố sâu như những chiếc bẫy rình rập người đi đường. Theo người dân cũng như chính quyền cơ sở cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, trên tuyến 380 thường xuyên xảy ra va chạm giao thông do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mất kiểm soát do đường xuống cấp. Đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người xảy ra. Đường Minh Hải thì có trục đường DT380 chạy qua, thì hiện nay là mặt đường 380 đã xuống cấp rất là nghiêm trọng. Mặt đường gồ ghề, các ổ gà, ổ voi là thậm chí là các vụ tai nạn diễn ra xảy ra rất là nhiều, trong đó là tự ngã và thậm chí có những vụ là tự gây ra tai nạn chết người. Thì cũng mong đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm làm sao mà mở rộng và cũng như nâng cấp cái tuyến đường để cho bà con nhân dân tránh những cái sự tai nạn đáng thương tiếc xảy ra. Cái đường ý là bị xuống cấp rất là trầm trọng. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm cũng đã có nhiều công văn gửi Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân tỉnh là đề nghị là nâng cấp sửa chữa, nâng cấp cải tạo lên để cho đường cho nó êm thuận để nhân dân đi lại thuận tiện, nhưng mà vì là điều kiện là kinh phí có hạn, thế cho nên là năm nay là chưa sửa chữa được, chưa cải tạo nâng cấp được, thế cho nên là trong thời gian tới thì chỗ Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ra trong phòng kinh tế hạ tầng là tiếp tục là duy tu sửa chữa để đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân được thuận tiện. Đường 380 mặc dù đã được tu sửa nhưng chỉ được một thời gian lại xuống cấp trầm trọng. Hiện nay không chỉ mặt đường bị hư hỏng mà tuyến đường 380 hiện không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Đường hẹp trong khi lưu lượng người và phương tiện hàng ngày qua đây rất lớn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, mong rằng tuyến đường trên sớm được đầu tư xây dựng và mở rộng để người dân đi lại được thuận tiện và an toàn. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, tại khu vực vòng xoay dốc suối xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô, làm một người chết.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra khi xe ô tô tải biển kiểm soát 89C09316 lưu thông trên quốc lộ 39 hướng từ Dốc Lã về thành phố Hưng Yên đến khu vực trên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 29H13558. Trên xe chở hai vợ chồng lưu thông hướng cùng chiều với xe tải. Hậu quả vụ tai nạn đã làm người vợ ngồi sau chết tại chỗ, người chồng bị thương nhẹ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng công an thành phố Hưng Yên và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.